Mến chào bà con trên mọi miền Tổ quốc đang xem kênh Đồ Xưa Lại Nguyên. Tiếp tục clip mới hôm nay thì em có sưu tầm về một số tác phẩm nha. Có bàn trà kỷ quế nha bà con, và một số món đồ gốm tàu xưa. Để giao lưu với bà con mình qua số điện thoại em 0772 8272 78. Và em cũng cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã ủng hộ trong những clip vừa qua nha. Thì đầu tiên xin giới thiệu bà con mình mã số 1Y ở một cái bàn trà quế nha, rất là lớn nha bà con. Hàng này là hàng loại đại to luôn á. Chân là chân báo Huệ Tôn nha, cẳng ốc Singapore là tứ diện. Ở mặt là mặt đá vân mây. Đó, cái bàn này rất là lớn và nặng nha. Chiều cao cái bàn này thì em đo lên tới là 24 á. Tổng cái chiều dài của cái bàn này nè nó lên tới 108. Chiều sâu ra của cái bàn này nha là em đo là 55 thủ bì. À, chân thì nó dày, cái độ chân dày nhất của nó là 10 phân nha. Đó, bàn rất là dày dặn chắc chắn nè, trên mặt bàn mà các bạn xem nha, sạch sẽ sáng bóng. Đó, cẳng những cái đường cúc dây leo rất là đẹp. Đó, lần tích liền lạc nha bà con. Đó. Thường thì những cái bàn trà kỷ quế này nè, nó gọn nó vừa hơn thôi. Nhưng mà cái này thì nó rất là lớn nha, cho bà con của mình ngồi thoải mái, mình để đồ được nhiều nè, mình có thể ngồi ngồi bẹp ở dưới cũng được, hoặc là mình để trên một cái bàn lớn đó nha. Đó, để mình ngồi để bột trà lên. Đó, khá là đẹp nha bà con, cẳng tứ diện luôn, mấy cái diệm này cũng rất là dày. Đây cái diệm thành này nè, dở cho bà con của mình xem lên luôn nha. Đó, cái diệm thành này rất là dày nè, dở cho bà con mình xem lòng bên trong luôn nha. Đây. Đó. Đây để em đo cái diệm này cho bà con mình nha. Cái độ dày của cái diệm này lên tới là 3 phân rưỡi luôn nha bà con. Rất là dày nguyên khối luôn á. Đó, còn cái chân bên dưới nè, lòng bên trong nha, đá này đã thấu quang hết. Đó, cẳng tứ diện luôn, đó bà con mình xem rất là lớn nha. Cái bàn trà Huế này nha bà con, loại lớn nha, em giao lưu giá 13 triệu thôi nha. Ở 13 triệu đồng bao phí vận chuyển tận nhà, bao phí ship toàn quốc luôn. Và mã tiếp theo nè là số 2Y. 2Y này thì em có là một cái bộ ấm nè nha. Đó, ấm trà rất là đẹp nha bà con. Hàng này là hàng xưa nha. Đó, hàng của tàu xưa gồm 6 cái ly lớn này nha. Đó, 6 cái ly lớn như thế này và một cái ấm. Đó, cái chén, mỗi cái chén đều rất là lớn, được bọc đồng nha. Hàng này là từ gấp tàu tuổi đời, nó từ 6-70 năm trở lên nha bà con. Mỗi cái có đường kính này em đo 9 phân. Đó, cái ly thì chén này thì chiều cao 5 phân, ấm có chiều dài thế này 15. Đây bà con mình xem cái ấm nè, được bọc đồng luôn nha. Đó, hàng rất là già, sâu tuổi, vẽ tay. Đó, khá là đẹp, lành tích liền lạc hết nha bà con, không có lỗi lầm nha. Đó, lấy cái điện thoại đây thêm thông đèn cho bà con mình xem luôn. Đó, bọc đồng theo lối ngày xưa. Đó, mấy cái hàng này rất đáng để mình sưu tầm á. Đây bà con mình xem nha. Đó, em sẽ thông đèn cho bà con mình xem rõ nè. Đó. Đây. Đó, cái này thì mỗi cái đều thông đèn hết nha bà con. Đó, bà con mình xem nha. Đó, rất là đẹp luôn đó nha. Đó. Đó, quẻ cái tích là kỳ lân dầm cầu. Đó, còn ly của nó cũng như thế. Đây bà con mình xem nha, khá là đẹp. Hàng này em bao kiểm tra, bao test hàng thoải mái nha. Hàng về đến nơi cứ kiểm tra hàng nha, đúng hàng tàu xưa bà con mình nhận hàng, không đúng hàng về. Nguyên bộ này thì em giao lưu giá là 2.800.000 nha bà con, 2.800.000. Đó, em bao phí ship tặng nhà, bao kiểm tra hàng. Và mã số 3 thì em có một cái khay trà này là gỗ gõ nha, cẳng ốc là vàng chanh. Chiều cao cái khay này em đo 12 thôi, chiều dài là 35, chiều sâu này vô của nó là 20 nha bà con. Cẳng là 5 mặt nha, trên là cẳng quê hương nè. Đó, hàng sạch sẽ, lành tích và liền lạc nha. Đây bà con mình xem nè. Đó, mình về kết hợp với bộ ấm trà vừa rồi á thì nhìn rất là đẹp. Đó, rất là sang. Bộ cái khay này em cũng giao lưu 2.800.000 cho bà con mình luôn. Đó, 2.800.000 đồng thôi nha. Và mã tiếp theo, số 4 á, thì em có 8 cái ly. 8 cái ly có chân nha. Đó, bà con mình xem nha. Đó, khắc là đẹp luôn, hàng chuẩn, hàng tàu từ 6-70 năm, 7-80 năm trở lên á. Mấy cái hàng này nói chung hàng cao cấp nha bà con, của tàu ngày xưa á nha. Đó, chiều cao này thì mỗi một cái thì em đo lên tới là 8 phân rưỡi. Đường kính miệng lên tới là 8 phân, rất là lớn. Đó, bà con mình xem mỗi cái ly của nó nè, bọc đồng luôn, hình con gà trống nha. Đó, rất là đẹp. Đây, vẽ xung quanh, vẽ màu nè. Đế này cũng bọc đồng nhỏ luôn nha, nó rất là nhỏ, tỉ mỉ như công chỉ, vẫn bọc đồng. Và đặc biệt những cái ly này bà con mình về rất là dễ kiểm tra nha. Mình cầm nó rất là nhẹ như cái lông bóng luôn nha bà con. Đó, nó, cái gớm của nó nhà nè, cái chuyện đế nó nằm phía sau, phía dưới nè. Đó, bà con mình xem. Đây, em thông đèn cho bà con mình xem khá là đẹp nha. Đó, gà trống và mái giữ con nuôi con nha bà con, khá là đẹp. Cái này thì gồm 8 cái. Đó, mỗi một cái thì em giao lưu là 600.000. Bà con mình lấy hết 8 cái thì em sẽ bóp chút đỉnh cho bà con mình nha. Một cái là 600 nha bà con. Hàng này thì em bao lầm tích và liền lạc hết nha, không lỗi lầm, không nứt bể hay là mẻ hay tóc gió gì hết nha. Đó, hàng em bao về test và kiểm tra hàng luôn á. Đó, 8 cái nha bà con, mỗi một cái là 600. Bà con mình lấy lẻ một cái 600 nha. Lấy nguyên bộ thì em sẽ giảm bớt tí xíu bà con mình. Mã số 5 là em có một cái khay trà này là gỗ cẩm lai, hàng loại lớn nha bà con. Đó, ốc theo thời gian. Chiều cao em đo 13, tổng chiều dài 40. Chiều sâu này ngang của nó lên tới là 24 nha. 24.
đây bà con mình xem quăng gỗ của nó nè. Đó, và cẳng bên ngoài tam quốc rất là đẹp, cái này nó dày và nó nặng lắm. Cái khay này nè, cái này mình đánh bóng vệ sinh lên thôi nhìn là hết ga luôn á, tại hàng xưa em để nguyên ghi nguyên thủy cho bà con mình xem đó nha. Cái khay trà gỗ cẩm lai giá em Zalo bà con mình là 3.200.000 nha, 3.200.000 đồng, bên em bao phí vận chuyển. Mã số 6 thì em có là hai cái đĩa, đây bà con mình xem nha, mỗi một cái đĩa như thế này bà con mình xem là một cái tích. Đây là tích thọ tiên, hàng này là hàng chuẩn cổ nha, cái nào sâu tuổi già đồ em sẽ báo chuẩn cho bà con mình, hàng gần đây em báo gần đây. Đó, cái này thì bà con mình xem vẽ tay vuốt tay, mỗi cái đường kính nó 20 thôi, chiều cao mỗi cái là 4,5 phân thôi nha. Đó, khá là đẹp nha bà con, thọ tiên vẽ tay nè, hàng chuẩn đồ. Cái màu sứ của nó theo thời gian á, nó muốn lên là da cóc luôn, nó muốn sần sùi đó nha, khá là già tuổi đời, hàng cổ là khoảng từ 80-90 năm, hàng trăm năm trở lên. Bà con mình xem cái chôn đế thôi nha, mình có thể cảm nhận cái độ già của nó. Mỗi một cái làm vô lưu giá 1.200.000 nha, 1.200.000 một cái. Còn cái này là tích nè bà con mình xem, tích là hai cậu bé nè. Đó, khá là đẹp nha bà con. À, những cái đường dành niệm nó lành tích nè, nó không bị nứt hay tóc gió luôn á, khá là già đồ. Cái chôn, cái chôn và cái chuyện mọc người ta vẽ nè, khá là đẹp nha. Đó, 1.200.000 một cái nha bà con, mỗi một cái này đều là hàng cổ đó nha. Và mã tiếp theo nè, thì này là một cái bộ ly xưa, hàng này là hàng tàu xưa luôn nha. À, 16 cái ly như thế này nè, được bọc đồng luôn. Đó, khá là đẹp nha bà con. Cái tích là tùng đình, vẽ là vẽ hai mặt, đặc biệt là những cái ly này vẽ hai mặt nha. Đó, khá là đẹp, cái này là cũng đều thấu quang hết đó nha. Đó, vẽ hai mặt mà vẽ màu luôn, bà con mình xem khá là đẹp. Bọc đồng là đế với mặt trên luôn nè. Đó, bà con mình xem chi tiết bên ngoài bên trong của nó đây. Đó. Đây, chiều cao này mỗi cái em đo là 6 phân, đường kính miệng của nó là khoảng 7,5 phân vuông luôn á. Đó, vẽ hai mặt tùng đình nha, mặt trong nè và mặt ngoài nha. Đó, chôn đế đây, khá là đẹp, cái này tổng cộng tới 16 cái lần nha bà con. Hàng mà hàng này em đã lựa chọn và kiểm tra rất là kỹ rồi, nó không có bị ảnh hưởng gì mà như mẻ hay nứt hay tóc gió gì hết nha. Hàng theo thời gian tuổi đời em bao bà con mình trên 70-80 năm hết. Đó, em sưu tầm được có 16 cái như thế này thôi. Vẽ là hai mặt trong mặt ngoài, chôn đế chuyện thì khỏi chê luôn. Hàng này bao test, bao kiểm tra thẩm định luôn nha. Em giao lưu một cái như thế này là 500.000 nha bà con, một cái là 500 nha. Em có 16 cái, bà con mình lấy nguyên bộ thì em sẽ bóp tí chút xíu cho bà con của mình luôn. Mã số 80 thì em có một cặp này là mà bình voi gốm chu đậu nè, hàng cũ nha, gọn nhỏ mini nhìn rất là đẹp. Chiều cao em đo 14, vành bụng này là 34 nha. Đó, quả cao bà con mình xem nha, lá chầu. Đó, bà con mình xem. Đó, rất là đẹp nha bà con, sự tích nhân gian của người Việt Nam mình. Em giao lưu hai cái này giá là 400.000 thôi, 400.000 đồng thôi nha. Mã số 9 này một cái bình voi rất là lớn luôn, mấy cái quả cao buồn cao nè, rất là xum xê trái chịu quả nha. Trên đây là những cái lá chầu. À, bà con mình xem nha. Với chiều cao này em đo tổng lên tới là 39, vành bụng tổng em đo lên tới là 93 luôn nha. Cái này rất là lớn và nặng, hàng loại bình voi lớn á. Bà con mình nhìn cái buồn cao nè, nhìn thôi là muốn mê, là xum xê chịu quả. Đó, sung túc gia đình nữa nha bà con, khá là đẹp nha. Đó, bình voi lớn này giá em giao lưu bà con mình là 1.500.000 nha. Đó, 1.500.000 đồng, bao phí ship, bao kiểm tra hàng. Và đến với mã tiếp theo này, số 10 đi, em giới thiệu bà con mình luôn nha. Em có một cái viên đá rất là đẹp, hàng này nói chung nó đây có nguyên cái mà những cái hoa văn ở bên cái bài của nó nè, có viết là những cái chi tiết của nó đầy đủ hết nha. Đó, tác dụng lưu ý hướng dẫn nè, như là một cái hướng dẫn của nó đây là đá muối massage chân. Đó, đá này là đá thiên nhiên nha bà con, một loại đá từ thiên nhiên nha, khá là đẹp, nằm nguyên cái hộp luôn. Giờ mình mở đèn lên nè, nó sẽ nhiệt độ lên, nó sẽ nóng lên, nó nóng hoài tới. Đó, sau đó mình để chân lên đây mình ngâm, nó sẽ bị chị những cái như cái phong thấp ngoài da mà cơ thể nó đều để trên đây hết nha. Đó, khá là hay đó nha bà con. Cái viên này thì cái chiều ngang của nó em đo 20, và chiều dài cho cái viên đá này là nó khoảng 22 nha. Chiều cao thì em đo luôn họ em độ khoảng 10 phân đó. Nó khá là dày và nặng nè, nó khoảng 5-10 phút rồi nó sẽ nóng lên. Mình để chân lên đây đó, cũng như là mình massage nó sẽ, cũng như là nó có để nè chữa bệnh mất ngủ nè, khó ngủ rồi nha. Đó, rất là hay nha bà con, cái này nói chung rất là đáng để mình sưu tầm về, nó không có bao nhiêu tiền hết, mình có thể chiêm nghiệm trải nghiệm đó nha. Đá này là đá muối từ thiên nhiên đó, có điện em chiêm sẵn rồi. Cái này giá giao lưu với bà con mình là 2.800.000 nha. Ở đây có hướng dẫn đầy đủ luôn á, 2.800.000 đồng, bao phí ship toàn quốc. Ở hàng về đến nơi mình cứ test và kiểm tra hàng, đúng hàng đúng đồ thì mình nhận, không đúng hoàng về cứ yên tâm nha. Ở mình cứ nghiên cứu và kiểm tra nha, yên tâm luôn, em bao ship tặng nhà, xuất code cho bà con của mình cứ kiểm tra luôn nha. À, và đến với mã số 11 y là em có một cặp đôn dơi ngũ phúc nha, dơi ngậm thọ rất đẹp, đôn này đôn lớn gỗ gõ, chiều cao mỗi cái đôn này là 95,
mặt đôm có cái đường kính vuông nó lên tới là 38 lần nha, chân đôm thì chiều dày của nó 4 phân vuông, nó khá là đẹp luôn. Đó, bà con mình xem mặt đá tàu hàng lành lặn liền lạc nha bà con, không lỗi lầm. Đó, chân là chân quỳ chân móng nha, gỗ gõ. Cái này về cây đồ chân đồ là khỏi chơi. Đó, bà con mình xem khá là đẹp. Cặp đôm này giá em giao lưu 12 triệu nha bà con, một cặp luôn đó nha, 12 triệu đồng. Đó, hàng đến nơi kiểm tra hàng nứt gãy rồi tóc gió thì cứ liên hệ bên em xử lý, cứ yên tâm nha bà con. Mã số 12 là em có là một cái bức tranh lốc lịch là chữ Phúc nha, chữ Phúc được chẳng hình nguyên con rồng luôn á. Tranh này là gỗ gõ ốc Nhã Bảo Chầu xưa nha bà con, về mình gắn lốc lịch mình xài hàng năm thôi, nhưng mà hàng này là hàng có tuổi đời nha. Có chiều cao em đo 60, chiều ngang cái bức này 40, độ dày cái bức tranh này là 32 phân rưỡi, gần 3 phân củ bì. Đó, ốc theo thời gian khá là đẹp nha bà con, chữ Phúc á, tí nhẹ nha. Đó, mặt gỗ sau lưng nè, ở gia cố chắc chắn, em giao lưu bức này bà con mình là 2 triệu 9 thôi, 2 triệu 900 ngàn thôi nha. Số 13 là em có một cái bức tranh cũng khá là đẹp nha bà con. Đó, bà con mình xem 13 y, nói về cũng như câu thơ đó là cha bà mẹ nè, đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha nha. Đó, và cẳng bên dưới là những cái tích là tôm ca cá nè. Đó, và con cò đi tìm mồi với bà con mình xem dưới hồ hoa sen. Ốc này là ốc hoàng chanh xanh thiên lý nha bà con. Chiều cao chanh này 60, ngang nó là 50 nha. Độ dày của chanh em đo là 3 phân phủ bì cái khung, miếng chữa liền một tấm. Thì ốc này em bao ốc đẹp, ốc chuẩn, bà con mình cứ về kiểm tra nha. Ốc thường, ốc không chất lượng cứ hoàng về yên tâm. Bức này giá em giao lưu với bà con của mình là ốc đỏ nha bà con, em giao lưu là 4 triệu 8 nha. Mặt gỗ sau lưng đây nha. Đó, bài thơ nói về cha và mẹ rất là hay nha, cũng như nói là chữ hiếu á. Mã số 14 tiếp theo thì có một cái bộ trường kỷ rất là đẹp. Bộ trường kỷ Tam Sơn thì nó gồm có 5 món nè, 2 đôn, 1 vàng và 2 băng ghế. Đó, gỗ là gỗ cỏ, ốc là vàng chanh nha. Hôm trước em có một bộ em giao lưu rồi, bộ này nó gọn hơn chút xíu. Đó, bà con mình xem khá là đẹp luôn, hàng này cũng là hàng cao cấp, tuổi đời từ 3-40 năm thôi. Nhưng mà hàng em bao lòng tức liền lạc nha, và chuẩn ốc nha. Em sẽ đo kích thước từ món báo cho bà con mình. Cái chiều cao cho cái bàn này lên tới là 74, chiều ngang của cái bàn này là 61 lần nhân, và tổng cái chiều dài của cái bàn nè, tổng cái chiều dài của cái bàn là 127. Ở trên mặt bàn cẳng cái tích là bà con của mình xem nha, là nó một cái tích là thuận bòm xuôi gió, rất là phong thủy. Chân bàn thì mỗi chân dày chiều ngang 7 phân, chỗ lớn nhất mặt giữa thì một tấm thôi. Ở bàn cây khô ráo theo thời gian nha bà con, khá là đẹp. Đó, làm tích liền lạc nha, gỗ một màng. Đó, ốc này cũng là ốc bằng chanh theo thời gian luôn, bà con mình xem nha, những chiếc bòm thuyền nè, người ta cẳng nhìn rất là đẹp, rất là bắt mắt luôn. Đó, cẳng là tứ diện và chạm đục tứ diện luôn nha bà con, bộ này nhìn nó đồng thanh đồng thủ lắm nha. Đó, khá đẹp. Chân là chân thiên nga, cẳng là năm hoa mai năm cánh tới chân. Đó, có kệ bạc bên dưới đó mình để đồ được nữa nè. Đó, bà con mình xem nghiên cứu nha, khá là đẹp luôn. Đó, lần lặn liệt lạc. Đôn thì hai có hai cái đôn thế này, đem đeo luôn đôn này nha. Chiều cao thì mỗi cái là nó 65, chiều ngang cái đôn này thì nó lên tới là 47. Đó, chiều sâu của đôn là 36 lần nha. Đó, và con mình xem cái gỗ nó mà mình cảm nhận nha, khá là đẹp á, lành lặn liền lạc. Cặp đôn nó kích thước như nhau. Đó, và một cái băng ghế dài của nó thì có hai băng ghế cũng rất là lực và lớn nha bà con, ngồi thoải mái. Đôn nó tới hai tầng luôn á, mình về cây đồ chỉnh đồ được luôn nha, khá là đẹp. Đó, băng ghế của nó bà con mình xem nha, ghép bằng mộng, những cái thành này rất là dày chắc chắn. Cái chiều cao quá em đo luôn thì cái thành này nó cao lên tới là 1m03. Đó, 1m03 nha. Tổng cái chiều dài của cái băng ghế này em đo củ bì là 2m. Đó, 2m nha. Và chiều sâu ra của ghế thế này là khoảng là 58. Đó, thành này cái độ quay cuốn sau lưng nó dày là 10 phân. Đó, còn thành này nó dày 4 phân. Khá là đẹp nha bà con, chạm đục nè. Đó, tích cổ đồ nha, ốc hoàng chanh sọc cargo, dày dặn chắc chắn cứng cáp lắm. Đó, mặt sau lưng cũng được chạm đục luôn nha, chạm đục cổ đồ luôn. Mấy cái thành này gã gáp bình thường nha bà con. Đó, chiều sâu này em đo lọt lòng cho bà con mình tham khảo nè, là 53 đó, mình có thể nằm nghỉ ngơi nghỉ trưa được luôn á. Cao tổng lên là em đo là khoảng 50 phủ bì. Đó, chắc chắn lắm nha, nhìn chạm đục kịch cỡm lắm. Trường kỷ Tam Sơn 3 món, bà con mình xem không rõ không kỹ cứ liên hệ số điện thoại Zalo, bên em sẽ tư vấn và hỗ trợ cho bà con mình xem trực tiếp nha, hoặc quay video bà con mình xem gửi hình ảnh nếu mình ở xa. Còn mình ở gần thì có thời gian cứ nhấn ra đến cửa hàng của chúng em để mình xem tham khảo và giao lưu. Ở em bên em thì rất là nhiều loại sản phẩm đa dạng hàng phong phú cho bà con mình tha hồ để mình lựa chọn theo những cái thích của mình, theo tự mình mừng máu mọc nha. Thì bên em giao lưu thì bà con mình đến trực tiếp cửa hàng sẽ rất là nhiều loại sản phẩm, rất là nhiều loại giá cả khác nhau, bà con mình rất là dễ lựa chọn nha bà con, nó theo phương tiện của bà con mình.
Cái bộ này giá em giao luôn cho bà con mình là 65 triệu, bên em bao cái ship toàn quốc nha. Bao bà con mình sơn đánh bóng lên luôn nếu mà có nhu cầu. Đó, 65 triệu đồng nha bà con, bao phí vận chuyển. Mình ở gần thì em sẽ giảm phí lọc bà con mình hoặc đến trực tiếp cửa hàng nha. Và đến với mã 15 là em có một bộ bàn gỗ hương đôn trống nè, 7 món, 6 cái đôn như thế này nha, rồi rất là gọn. Đó, còn một cái bàn uống trà đàm đạo ăn cơm cho gia đình nhìn rất là hay nha. Cái bàn này thì em đo tổng lên tới 60. Cái đường kính mặt bàn này thì nó lên tới là 76 thôi. Đó, mỗi cái chân bàn có cái chiều ngang là 7 phân. Đó, chiều ngang chân bàn là hương này là hương ta nha bà con. Hàng đã được làm phun bóng thôi nha, gỗ là nguyên zin của một mặt luôn á. Lành tích không có lỗi lầm, hồi này giờ xài sử dụng thôi. Đó, không có lỗi lầm nha, giá khá là mềm. Đó, còn đôn em đo luôn chiều cao là 35, mặt đường kính này là 38. Đó, mặt đường kính đôn thì 28 rồi, 28 nha bà con. Đó, đôn dày dặn chắc chắn lắm, ngồi thoải mái. Đây. Đó, rất là dày và cứng nha. Đó, bộ này thì 15 món nha, em bao phí vận chuyển toàn quốc giá chỉ có 15 triệu thôi nha bà con. Đó, 15 triệu đồng bao phí vận chuyển. Tác phẩm hôm nay cũng là cuối clip ngày hôm nay. Rồi xưa Lê Nguyên chân thành và cảm ơn bà con mình rất là nhiều đã xem kênh, những hộ kênh nha. Mến chúc sức khỏe bà con mình trên mọi miền tổ quốc. Xin mến chào và hẹn gặp lại ạ.